Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ vào chương 2, hệ sinh thái. Như các em đã biết, các sinh vật cùng loài sẽ hình thành nên quần thể khi chúng sống trong cùng một khu vực nhất định, tại thời điểm quan sát và có mối quan hệ về mặt sinh sản. Vậy thế nào là một quần thể sinh vật? Chúng ta sẽ vào bài 47, quần thể sinh vật. Để biết được thế nào là một quần thể sinh vật, các em sẽ vào nội dung thứ nhất. Thế nào là một quần thể sinh vật? Bây giờ các em sẽ đọc cho cô cái thông tin sách giáo khoa và quan sát các hình sau đây. Các em quan sát cho cô ở hình là đàn trâu, đàn voi, gừng thông, gừng tràm. Thì ở cái đàn trâu người ta được gọi đó là quần thể trâu, đàn voi được gọi là quần thể voi, gừng thông được gọi là quần thể thông, gừng tràm được gọi là quần thể tràm. Như vậy, giữa đàn trâu, đàn voi, gừng thông, gừng tràm, nó sẽ có những cái đặc điểm gì giống nhau? Thì chúng ta thấy giữa đàn trâu, đàn voi, gừng thông, gừng tràm, nó sẽ có những đặc điểm chung sau đây. Thứ nhất là nó cùng loài. Hai là nó cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định. Và các cá thể ở trong loài này nó có khả năng sinh sản để tạo ra cá thể mới, nên người ta được gọi đó là một quần thể sinh vật. Như vậy, thế nào là một quần thể sinh vật? Từ thông tin nãy giờ cô và các em cùng tìm hiểu, thì quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Từ phần khái niệm này thì các em cần một số lưu ý sau. Để xác định được đó là một quần thể sinh vật hay không thì những cá thể ở trong nhóm cá thể đó nó phải cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định, và những cá thể ở trong nhóm đó nó có khả năng sinh sản để tạo ra những thế hệ mới thì đó mới được gọi là quần thể sinh vật. Rồi từ khái niệm này các em cho cô một số ví dụ. Rồi cô cho các em một số ví dụ sau đây: đàn bò, đàn kiến, gừng tràm, trà sư, vân vân. Dựa vào kiến thức nãy giờ cô và các em tìm hiểu, chúng ta sẽ cùng làm bài tập sau đây. Bài tập này yêu cầu chúng ta đánh dấu X và ô trống trong bảng sao những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật. Thì chúng ta thấy ở cái bảng có 5 ví dụ. Chúng ta vào ví dụ thứ nhất: tập hợp các cá thể gắn hổ mang, cú mèo và lợn gừng trong một gừng mưa nhiệt đới thì đây không phải là một quần thể sinh vật. Vì tại sao? Thứ nhất, đây là tập hợp các cá thể không cùng loài. Nó gồm có gắn hổ mang, cú mèo và lợn, do đó không thỏa mãn điều kiện để trở thành một quần thể sinh vật. Giờ chúng ta đến ví dụ 2. Gừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi phía đông bắc Việt Nam thì đây là một quần thể sinh vật. Vì tại sao? Đây là tập hợp những cá thể cùng loài thuộc loài cây thông và cùng ở một khu vực xác định là phía đông bắc Việt Nam, nên đây là một quần thể sinh vật. Các em đến ví dụ 3. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống trong một ao thì đây không phải là một quần thể sinh vật, tại vì nó tập hợp những cá thể khác loài cũng giống như ví dụ 1. Rồi chúng ta đến ví dụ thứ 4. Các cá thể gắn hổ mang sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau thì đây cũng không phải là một quần thể sinh vật. Vì tại sao? Các cá thể gắn hổ mang là cùng loài, nhưng các cá thể cùng loài này nó sống ở 3 địa điểm khác nhau, những khu vực khác nhau, nên nó không phải là một quần thể sinh vật. Ví dụ cuối cùng là ví dụ 5. Tập hợp các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và chuột cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra chuột con. Số lượng chuột con phụ thuộc nhiều vào lượng thức ăn trên cánh đồng thì đây là một quần thể sinh vật thỏa mãn tất cả các điều kiện. Thứ nhất là nó cùng loài, hai nó cùng sống trong một khu vực xác định là cánh đồng lúa vào cùng một thời điểm, và các cá thể chuột đực và chuột cái nó khả năng giao phối với nhau để nó tạo ra các thế hệ con, thì đây là một quần thể sinh vật. Các em quan sát cái hình sau đây. Hình thứ nhất, người và voi. Hình thứ hai,
rùa và cá. Hình tiếp theo, người và chó. Và hình thứ tư, đàn xíu đầu đỏ. Chị theo các em, ở bốn hình trên đâu là một quần thể sinh vật? Thì theo chúng ta quan sát thì ở trong bốn hình trên chỉ có hình đàn xíu đầu đỏ là nó cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định và một thời điểm nhất định. Và các cá thể xíu nó có khả năng giao phối với nhau để nó tạo ra cá thể mới, thì đây mới là một quần thể sinh vật. Còn ba hình còn lại không phải là một quần thể sinh vật. Chúng ta đã nghiên cứu xong phần 1 La Mã. Vì để biết được quần thể sinh vật nó có những đặc trưng cơ bản nào, thì các em sang phần 2 La Mã. Những đặc trưng cơ bản của quần thể, thì theo các em nghiên cứu ở sách giáo khoa, chúng ta thấy được quần thể sinh vật sẽ có 3 đặc trưng cơ bản. Đặc trưng thứ nhất là tỷ lệ giới tính, 2 là thành phần nhóm tuổi, 3 là mật độ quần thể. Thì trong 3 đặc trưng này, cái đặc trưng là mật độ quần thể là đặc trưng cơ bản nhất. Để biết được môi trường ảnh hưởng như thế nào đến quần thể sinh vật, cô và các em cùng vào nghiên cứu phần 3 La Mã, ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật. Các em nghiên cứu sách giáo khoa để chúng ta trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao, số lượng muỗi nhiều hay ít? Bây giờ chúng ta sẽ đến câu trả lời. Số lượng muỗi tăng cao vào những tháng nóng và ẩm, tức là mùa hè. Rồi chúng ta đến câu hỏi số 2. Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô? Chúng ta đến câu trả lời. Mùa mưa là mùa sinh sản của ếch nhái, nên vào mùa mưa số lượng ếch nhái tăng lên. Các em đến câu hỏi thứ 3. Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm? Chúng ta đến câu trả lời. Những tháng lúa chín thì số lượng chim cu gáy, là loài chim ăn hạt, xuất hiện rất là nhiều. Từ các câu hỏi ở trên, chúng ta chốt ra được những ảnh hưởng của môi trường lên đời sống của quần thể sinh vật như sau. Ảnh hưởng thứ nhất là môi trường ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể. Ảnh hưởng thứ hai là số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi môi trường sống thuận lợi bởi những lý do như khí hậu, thức ăn, nơi ở, v.v. Ảnh hưởng thứ ba, khi mật độ cá thể tăng quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng. Nội dung bài 37 đã xong. Các em hoàn thành cho cô 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, quần thể sinh vật là gì? Câu hỏi số 2, hãy cho hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ cạnh tranh lẫn nhau. Câu 3, quần thể có mấy đặc trưng cởi tên? Trong những đặc trưng đó, đâu là đặc trưng căn bản? Nhiệm vụ của các em ở nhà tự học bài và trả lời phần câu hỏi và bài tập sách giáo khoa trang 142, nghiên cứu mới bài 48, quần thể người.